Vâng, xin kính chào toàn thể các anh chị đã quay trở lại kênh Dũng Cá. Thì hôm nay thì cũng sẽ giải đáp thắc mắc cho một số bạn. Thì trong cái tất cả những cái bình luận của mình trong cái kênh thì các bạn có thắc mắc rất là nhiều về cái cách trộn những cái bộ sản phẩm phối trộn trong cái vấn đề là cho tôm ăn như thế nào. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn. Thì cái thứ nhất á là cái men tiêu hóa. Đây thì các bạn sẽ thấy là đây là cái men tiêu hóa. Cái thì ở trên thị trường thì nó sẽ bán rất là nhiều loại men, thì các bạn ở cái khu vực của bạn thì xài loại nào thì các bạn có thể là xài loại đó. Thì ở đây là mình xài thường là xài cái men Rowan. Thì cái men này là giúp cho cái ruột nở to nè, phân dài và không bị nát. Và cái liều trộn á là thường là từ 3 tới 5 gram một ký thức ăn, và một ngày á, thì các bạn có thể là trộn từ 2 đến đến 3 lần. Tuy nhiên thì trong thực tế thì thường là chúng ta trộn khoảng 2 ngày. Và nếu á, tôm các bạn là khỏe á, thì các bạn có thể là trộn chỉ 2 ngày thôi. Nhưng mà nếu mà cái đường ruột tôm của các bạn yếu á, thì các bạn có thể là nâng cái lượng lên, có thể là trộn luôn 4 cử vẫn được. Và cái liều á có thể là 5 gram, nhưng mà nếu mà trường hợp mà tôm cái đường ruột nó yếu thì chúng ta có thể là trộn luôn cái liều gấp đôi là khoảng 10 gram một ký. Thì thông thường là chúng ta lấy cái muỗng cà phê, các bạn mở ra thì chúng ta sẽ lấy cái muỗng cà phê để chúng ta cân. Thì thông thường một muỗng nó khoảng 3 gram, thì cứ thí dụ 5 gram thì gần 2 muỗng đó. Thì chúng ta bỏ vào thức ăn, pha với nước, một ít nước, rồi sau đó là các bạn là chờ cho nó tan. Thì cái loại sản phẩm nào mà nó tốt á, là nó đa số nó tan hết ở trong cái môi trường nước của các bạn. Còn đối với những cái sản phẩm mà cái độ tan nó không có nhiều thì các sản phẩm nó thường là kém chất lượng. Thì cái men này, cái thành phần của này nó chủ yếu là cái Bacillus subtilis đó. Thì các bạn mua men các bạn để ý. Thì cái men này nó giúp cái đường ruột nở to phân dài như hồi nãy nói, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó ngừa bệnh phân trắng, và thậm chí là nó trị trong những cái bước đầu, cái giai đoạn đầu á. Thì lúc trước là tôm mà nếu mà khi mà mình lúc trước Dũng có hướng dẫn các bạn là dở gió để chúng ta kiểm tra, thì khi dở gió chúng ta kiểm tra thấy đường đường ruột nó hơi yếu, nó hơi lỏng rồi, thì các bạn sẽ đẩy men lên cái liều nhiều thì coi như nó hiệu quả. Cái thứ hai đó là cái bổ gan. Ở đây là có cái sản phẩm là tên là Hepnic bổ gan. Thì thành phần chính của nó là cái sorbitol. Thành phần của nó là sorbitol, ở trong đây có sorbitol. Và cái thứ hai là các cái axit amin làm như là methionine nè, glycine nè, betaine. Thì đây là những cái axit amin mà giúp cho cái quá trình chuyển hóa các cái chất ở trong cơ thể nó tốt. Do đó là các bạn cũng phải sử dụng cái sản phẩm này để kết hợp. Tức là chúng ta ăn, một là chúng ta ăn men, bây giờ chúng ta tiếp theo cái thứ hai là chúng ta phải ăn bổ gan. Bổ gan thì ở đây là Dũng không hướng dẫn các bạn là sử dụng kháng sinh để trong cái quá trình trộn vào thức ăn. Nhưng mà khi mà bệnh thì chúng ta trị, còn bình thường là chúng ta không sử dụng liều phòng. Đó là một cái phương pháp thứ nhất. Còn phương pháp thứ hai là nếu các bạn đã sử dụng kháng sinh để chúng ta gọi là chúng ta phòng rồi á, thì chúng ta phải theo nó luôn. Còn ở đây là nếu cái khu vực của các bạn là không có vấn đề về cái dịch bệnh, trước giờ chúng ta nuôi vẫn là đảm bảo an toàn, thì do đó là chúng ta cũng không nên xài kháng sinh. Ở đây chúng ta chọn cái này, cái sản phẩm Hepnic này á, thì nó có nhiệm vụ là nó mát gan và giải độc gan. Thì coi như là thường là chúng ta ăn ở giai đoạn là cuối ngày để giúp cho trong ngày những cái vấn đề gì nó tiêu hóa, rồi cuối ngày chúng ta nó cho nó đào thải ra. Thì cái đó là sản phẩm, thì có thể là một ngày các bạn là trộn hai cử một ngày. Thì coi như trong một ngày thì các bạn cho ăn 4 cử, thì chúng ta có thể là phối trộn kết hợp với nhau, hoặc là chúng ta có thể là cách giãn cử cho nhau. Đó, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là một cái sản phẩm nữa là USA Remix này, tức là cái khoáng. Thì trong thành phần về cái liều dùng của nó thì nó cũng tương tự như các cái sản phẩm kia thôi, nó từ 3 tới 5 gram một ký thức ăn và nên cho ăn là một ngày 2 lần. Và thành phần của nó là bao gồm là đồng hữu cơ nè, sắt hữu cơ, kẽm,
siren, rơm hữu cơ, rồi cái đường, bổ sung cái tá dược cho nó đủ. Thì các cái sản phẩm này là coi như là các cái khoáng mà mang tính chất là khoáng hữu cơ chứ không phải là khoáng bình thường. Những cái loại khoáng khác á, thì nó có thể là cái khoáng vô cơ, do đó đưa vào cơ thể là cái khả năng hấp thu cũng như cái khả năng chuyển hóa nó không tốt bằng. Đối với cái khoáng hữu cơ là coi như là vô hấp thu liền, vô là dính liền đó các bạn. Do đó là chúng ta cũng cần lưu ý là trong nuôi tôm thì cái nhu cầu khoáng rất quan trọng, và đặc biệt là các bạn nuôi ở cái khu vực mà cái độ mặn thấp thì cái nhu cầu này nó rất cao. Do đó là các bạn cũng phải nên bổ sung cái này. Thì chúng ta nên bổ sung cái này là khoảng 2 cữ một ngày. Rồi, ngoài cái đó thì chúng ta có thêm một cái sản phẩm nữa là cái vitamin C. Thì cái vitamin C có cái nhiệm vụ là nó tăng cái sức đề kháng cho con tôm. Trong những trường hợp nào chúng ta nên sử dụng? Thì có thể là các bạn là khi tôm lớn á, chúng ta cho ăn liên tục vẫn không sao, hoặc là chúng ta cho ăn những cái giai đoạn nào tức thời nó cũng được. Ví dụ như những trường hợp là ở cái thời điểm này giống như là nắng nóng dữ quá, cái điều kiện, cái môi trường nó luôn thay đổi, luôn biến động, làm cho con tôm có khả năng là nó sẽ bị sốc. Do đó các bạn phải bổ sung cái này, và có thể là trong những cái thời tiết, những cái trường hợp đó là chúng ta cứ cho ăn luôn 4 cữ để giúp cho cái con tôm nó có được cái sức đề kháng. Còn bình thường thì chúng ta có thể làm trộn giảm cữ lại. Và tất cả những cái sản phẩm này, thí dụ hai cái này chúng ta có thể trộn chung với nhau, tại vì nó không có đối kháng với nhau. Rồi kể cả men với lại bổ gan, tức là không đối kháng với nhau. Chỉ đối kháng khi nào? Khi mà các bạn là sử dụng men tiêu hóa, tức là thành phần nó là Bacillus subtilis, tức là cái dạng là vi sinh vật. Do đó là khi mà các bạn đưa cái kháng sinh vào, trộn kháng sinh vào mà chúng ta cho với men này thì nó bị đối kháng, tức là kháng sinh nó sẽ tiêu diệt con men. Đó là cái dạng mà đối kháng thôi. Còn đối với các bạn sử dụng kháng sinh thì một là các bạn sử dụng riêng, hoặc là chúng ta có thể là trộn với những cái sản phẩm khác như là khoáng vẫn được. Còn cái bổ gan á, thì nó có nhiệm vụ nó đào thải, sau khi chúng ta là xài cái kháng sinh rồi đó thì nó nhiệm vụ nó đào thải ra, do đó là chúng ta cũng không nên trộn chung. Rồi một sản phẩm nữa mình cũng muốn giới thiệu các bạn là trong cái quá trình nuôi thì mình cũng sử dụng cái này. Cái này là cái tôm to vỏ dày, là nano canxi. Thì thành phần của nó là canxi mà cái dạng nano cộng với là các vitamin, trong đó có vitamin C. Thì khi mà mình sử dụng cái này thì mình có thể là cắt cái vitamin C bên kia, tại vì nó đã có C rồi. Và sử dụng cái này khi nào, nó có ghi rất là rõ là hiệu quả sau 3 ngày, tức là tôm to và vỏ dày. Thì các bạn ấy, đặc biệt là đối với những cái bạn mà nuôi tôm sú, nếu mà giai đoạn mà cuối gần thu hoạch á, là chúng ta đưa cái sản phẩm này vào thì đảm bảo với các bạn là cái vỏ con tôm nó sẽ dày cui luôn. Người ta tôm thẻ cũng vậy chứ không phải là riêng tôm sú, là tới giai đoạn cân á, con tôm nhìn nó nhỏ nhưng mà cân lên thì nó có trọng lượng đó, nó là do nhờ cái này. Thì cái này là đúng, hồi đó mình xài đã đúng là 3 ngày đưa vô là áp phê liền. Thì khi nào thì nên xài này? Cái này thì do là nó mắc, do đó là nếu mình xài thường thì tính ra cái chi phí nó cao. Do đó mình chỉ đưa những cái trường hợp cấp bách, ví dụ như một là con tôm chúng ta là khó lột xác, lột xác dính vỏ, hoặc là những cái trường hợp ví dụ như cong thân đục cơ, đó là những cái trường hợp mang cái triệu chứng bệnh chúng ta đưa vào. Hoặc là cái giai đoạn cuối là giai đoạn mà các bạn tôm các bạn còn một tháng nữa về đích là các bạn đẩy vô cái này vô là rất là phê. Đó là cái nano canxi giúp cho cái tôm cứng vỏ vỏ dày. Thì khi xài cái này thì các bạn có thể là cắt luôn khoáng vẫn được, tại vì cái này là cái hàm lượng nó khoáng nó rất là nhiều, cộng thêm cái dạng cái canxi với dạng nano thì nó giúp cho cái hệ vỏ con tôm rất là tốt. Rồi một sản phẩm nữa đó, đây là cái sản phẩm là giúp sinh trưởng nhanh, lớn nhanh sau 3-5 ngày. Đây là cái sản phẩm mà khá là đắt, nó một gói này nó cũng cả triệu các bạn. Thì cái nhiệm vụ của nó là khi mà cái tôm nó giai đoạn chúng ta gần thúc về đích rồi, hoặc là trường hợp thứ hai á,
tôm sú mà các bạn nuôi mà chậm lớn quá thì chúng ta sẽ đẩy cái này vào, nó cái liều dùng rất là thấp. Nó để coi, một ngày thì các bạn dùng từ 2 đến 3 lần, nhưng mà từ nó có khoảng, tức là một lần một ký một miếng nè, một miếng khoảng cái hạt đậu thôi đó, chúng ta cho vào đó. Thì mỗi ngày á, nó đây hướng dẫn như 2 đến 3 lần, nhưng mà trên thực tế mình hướng dẫn những người nuôi xung quanh đó là người ta chỉ sử dụng một ngày một cử thôi, một ngày cử thì khoảng từ liên tục từ 3 tới 5 ngày á, chúng ta cắt ngự cử ngưng á, khoảng từ 3 tới 5 ngày sau đó chúng ta ăn lại thì hiệu quả vô cùng luôn. Tại vì á, này đưa vào á thì con tôm nó bắt đầu nó bung vỏ liền, nó lột xác liền, và lột xác theo cái dạng là không phải là lẻ tẻ như đợt trước mà lột xác dạng đồng loạt luôn đó. Nhưng mà coi cái này có một cái vấn đề á, tức là nếu mà chúng ta không biết xài đưa vô là sốc tôm liền. Một số người á, xài mới đầu chưa biết á, đưa vô con tôm nó bị sốc, giống như là con tôm nó gần như nó thấy giống như con tôm nó không ổn. Tuy nhiên á, nếu mà biết xài á, là đưa nhấp nhấp từng bước, nhấp một cái liều rất là nhỏ, từ từ nâng lên cái liều cho đúng, vừa đúng cái liều đó thôi hoặc là thấp hơn, thì cái này nó rất là mạnh, thì khi đó là con tôm rất là ổn và hiệu quả rất là cao. Đó thì coi như là mình đã chia sẻ với các bạn, đó là những cái cách để chúng ta trộn ăn, những một số cái sản phẩm để chúng ta trộn ăn. Thì trong cái quá trình nuôi thì ở cái khu vực ở địa phương của các bạn thì cũng có những cái sản phẩm nó gần tương tự, thì chúng ta có thể là chúng ta xài, chúng ta áp dụng với cái tinh thần là chúng ta đưa những cái sản phẩm vào mang cái tính chất bổ cho con tôm. Tại vì trong thức ăn nó không đủ những cái khoáng chất hay là những cái hệ men vi sinh đó, tại vì thức ăn thì nó không thể có men sống trong đó, do đó chúng ta bổ sung vào để giúp cho con tôm chúng ta là nó tiêu hóa tốt thức ăn, sinh trưởng và phát triển tốt. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Dũng.